Tin giáo xứ Bình Sơn, lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Bổn mạng giáo xứ và 21 em thiếu nhi giáo xứ Bình Sơn được rước lễ lần đầu. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018, giáo xứ vùng sông nước Bình Sơn hân hoan chào đón quý cha, các bậc phụ huynh, quý thân nhân và bà con giáo dân đến dự thánh lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, bổn mạng nhà thờ Bình Sơn, và cũng nhân dịp này 21 em được rước lễ lần đầu. Các em nữ tóc cài hoa, các em nam thắt cà vạt, nổi bật trong màu áo trắng tinh, xếp thành hai hàng. Theo sau là các phụ huynh mặc áo dài xanh, cài hoa hồng trên ngực áo, và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, đánh dấu một ngày đặc biệt các em được đón Chúa vào lòng dưới sự phù trợ của Đức Maria trên bước đường tương lai. Thánh lễ hôm nay do cha Phaolô Nguyễn Văn Khi chủ tế, cha Sở Phêrô Nguyễn Văn Phương, quý cha tiền nhiệm, quý cha đồng hương giáo xứ Bình Sơn cùng hiệp dâng thánh lễ. Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Nguyễn Quốc Khánh nhắc lại: Thiên Chúa dựng nên vũ trụ trong 6 ngày và trăm ngàn mầm sống giữa trần gian. Chúa đã đặt một mầm sống nơi mẹ Maria, mầu nhiệm nhập thể, để con người có quyền tin tưởng vào Thiên Chúa và tạ ơn mẹ Maria luôn bênh đỡ các giáo hữu trong những thử thách khó khăn của cuộc đời. Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Thật khiêm tốn, mẹ Maria nói lời xin vâng trong sự bình an. Bình Sơn tuy là một họ nhỏ được tách ra từ họ Búng, nhưng giàu lòng đạo đức, mà khi đến đây mọi người được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, cùng nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Và cũng chính nơi ấy đã hun đúc bao ước mơ, bao con người tận hiến cho Chúa trong đấng bậc của mình. Cha mong rằng các em sẽ nối tiếp các bậc tiền nhân, đem vinh quang về một nước Chúa rộng lan khắp nơi, trong sự bình dị, tương thân tương ái, nhẹ nhàng sâu lắng nơi đất Bình Sơn yêu dấu. Tiếp theo là phần dâng hoa kính mẹ của các em thiếu nhi. Thánh lễ khép lại trong bầu khí vui tươi, các em chụp hình lưu niệm với quý cha, nhận món quà nhỏ từ tay cha Sở Phêrô và ra về trong niềm hạnh phúc mới. Xin chúc mừng 21 em rước lễ lần đầu luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Chúa Giêsu.